Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ viếng thăm nhà thờ chính tòa Hà Nội thứ 5 ngày 5 tháng 8 năm 2021, Đức Tổng giám mục TCM Giuse Vũ Văn Thiên, cha Tổng đại diện An Tôn, quý cha tòa giám mục. Quý sơ đại diện đã vinh dự tiếp đón Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ Ignacio Cassis cùng phái đoàn có chuyến viếng thăm và tọa đàm tại nhà thờ chính tòa của TGP. Hà Nội, đúng 14 giờ, Phó Tổng thống và phái đoàn đã đến với ngôi thánh đường chính tòa cổ kính của TGP. Hà Nội trong sự tiếp đón nồng nhiệt của Đức TGM Giuse quý cha. Quý sơ và đại diện giáo dân trong giáo xứ chính tòa. Sau những cái bắt tay và bó hoa chào mừng, phái đoàn đã được Đức TGM và cha tổng đại diện cũng là cha xứ chính tòa dẫn vào viếng thăm ngôi nhà thờ chính tòa. Buổi viếng thăm được bắt đầu với bài chào mừng của Đức TGM Giuse. Ngài bày tỏ niềm vui được chào đón ông Phó Tổng thống đã dành lịch trình trong chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam lần này để đến với nhà thờ chính tòa của TGP. Hà Nội, cũng trong bài chào mừng, Đức TGM Giuse đã sơ lược giới thiệu lịch sử và kiến trúc của ngôi nhà thờ chính tòa. Cách đặc biệt, Đức TGM đã khái quát tình hình của Tổng giáo phận Hà Nội về linh mục đoàn, tu sĩ. Số giáo dân và đời sống đức tin phong phú có bề dày truyền thống. Đáp từ, Ngài Phó Tổng thống đã gửi lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp tuyệt vời và chu đáo của Đức TGM Giuse. Ông rất vui mừng được đến viếng thăm một công trình nổi tiếng của thủ đô Hà Nội cũng như có được buổi trao đổi về lịch sử lẫn tôn giáo với Đức TGM Giuse. Sau đó, hai ngài đã có buổi hội đàm ngay tại bầu khí trang trọng cổ kính của ngôi thánh đường hơn 130 tuổi đang trong giai đoạn tu tạo. Trong cuộc hội đàm ngắn, Ngài Phó Tổng thống đã cùng với Đức TGM Giuse đề cập đến các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam, cách riêng là người Công giáo ở TGP. Hà Nội như số ơn gọi của Việt Nam vẫn rất dồi dào hay việc giáo dục Công giáo còn hạn chế, việc tổ chức các tôn giáo ở Việt Nam ra sao khi mà tỷ lệ phần trăm số người theo Công giáo còn dưới 10%. Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến người trẻ, di dân đến các thành phố lớn và việc xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Đại diện phái đoàn cũng đã nêu ra những vấn đề và được Đức TGM giải đáp liên quan đến việc truyền giáo ở Việt Nam hiện nay. Cuối buổi hội đàm đầy niềm vui và sự cởi mở, Đức TGM Giuse và Ngài Phó Tổng thống đã có những món quà lưu niệm gửi tặng nhau. Kết thúc buổi hội đàm, Đức TGM Giuse đã cùng với Ngài Phó Tổng thống và cộng đoàn hiện diện cùng dâng lời kinh lạy cha để cầu nguyện cho TGP. Hà Nội và đất nước Việt Nam đang trong cơn đại dịch COVID-19. Được biết, chuyến viếng thăm Việt Nam chính thức của Ngài Phó Tổng thống Thụy Sĩ lần này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngài Phó Tổng thống đã đến Việt Nam từ hôm 4 tháng 8 và ngay chiều hôm sau, 058, Ngài đã cùng với phái đoàn dành một lịch trình đặc biệt để viếng thăm nhà thờ chính tòa của TGP. Hà Nội